Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào tối ngày thứ ba, 8 tháng 11 năm 2016, trong lúc mọi người trên toàn nước Mỹ đang hồi hộp theo dõi kết quả bầu cử tổng thống, thì tại thành phố Washington, miền Nam California, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn, cộng đồng Việt Nam cũng đã theo dõi từng phút kết quả bầu cử. Và sau đây là vài cảm nghĩ của đồng hương khi thấy ông Donald Trump đang dẫn đầu số phiếu có thể đắc cử tổng thống. Thưa ông, ông thấy cái hy vọng của ông Trump như thế nào với chức vụ tổng thống? Dạ thưa nhà tỷ phú Trump có vẻ như là cũng có uh, khá nhiều hy vọng tuy nhiên chúng ta cũng thấy được sẽ có một vài những tiểu bang uh, với với cái số bầu cử sẽ rất là khích khao. thành ra chúng ta cũng phải đợi chắc là bầu tổng thống chúng ta cũng phải đợi thêm vài tiếng nữa mới chúng ta mới thấy có một cái một cái kết quả rõ rệt và yeah. tới giờ phút này thì rõ ràng là ông ông Donald Trump ông đang thắng cả hai phiếu phổ thông đầu phiếu và cử tri đoàn nếu mà ông Donald Trump thắng ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một sự đổi mới đổi mới là bởi vì cái kỳ vọng của, của, của cử tri đó qua bao nhiêu cái lần ứng cử của những tổng thống ấy, họ thấy là họ chán nản với một cái con đường tuyên truyền với lại nó, 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 nó có tính cách ước lệ nô châm này đã vượt qua khỏi những cái giai đoạn khó khăn, mà đến đây như thế này thì tôi nghĩ rằng là sẽ thắng thứ nhất, cái thứ hai là có lẽ là sẽ có rất nhiều sự đổi mới. Theo quan niệm của tôi á, thì cái này là một cái cái điều mà mọi người cũng mong là nó đi đến nó đúng theo cái cái suy nghĩ của mọi người, là một người có, tuy là hai cái ứng cử viên này một chín một mười nhưng mà mình chọn những người nào tốt nhất ít nhất ít lỗi nhất ít xấu nhất thì mình chọn thì trong đó thấy có lẽ là cái nhìn của dân Mỹ với kể cả tất cả các cộng đồng nhìn có lẽ thấy cái lỗi của ông Trump nó không có nặng so với bà Harry Clinton. Và sau đây trả lời cảm ơn cộng đồng của ông Tạ Rưu Trí khi tái đắc cử thị trường thành phố Westminster. Chúng tôi đã nhận được cái sự ủng hộ, uh, chân thành và thương yêu của cử tri gốc Việt đồng hương của chúng ta rất là nhiều và chúng tôi cũng biết được có rất nhiều cư dân thành phố Westminster đã tái tín nhiệm chúng tôi chúng tôi nhân cơ hội này xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị. Cô Thu Hà đã cử vào nghị viên thành phố Garden Grove. À, Thu Hà rất là cảm ơn tất cả những cử tri trong vùng đã đã tín nhiệm Thu Hà để mà bỏ phiếu thì rất là rất là hy vọng là con số sẽ sẽ cao hơn và đồng thời là Thu Hà là rất là cảm ơn và sẽ làm hết mình trong cái công tác với một cái chức vị mới là nghị viên thành phố Garden Grove và Dr. Kimberly hồ Đất cử nghị viên thành phố Washington. Hey, Kimberly cũng rất cảm ơn tất cả quý khách của Kimberly của công ty Apogee xa gần đã đóng góp vào trong cái cuộc tranh cử này cái này không thể nào mà Kimberly có thể làm một mình cho nổi. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị phóng sự cộng đồng Việt Nam trong đợt theo dõi bầu cử. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.